Thưa quý vị, giữa cái nắng gần chạm tới ngưỡng 50 độ C, vẫn có những người chiến sĩ miệt mài bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Như đây là những hình ảnh lực lượng công an căng mình dưới nắng nóng, tổ chức đón dẫn đoàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, được an toàn, thông suốt. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, lực lượng công an thủ đô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt trong những ngày qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng với nền nhiệt độ lên tới 39-40 độ C. Nhiệt độ ngoài mặt đường luôn duy trì ở mức gần 50 độ C, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gặp nhiều khó khăn. Hơn 10 ngày qua, để tránh tình trạng ung tắc giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng phương tiện, tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan để triển khai các phương án, các kế hoạch, điều hành, đón dẫn, xếp xe nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các đoàn và đại biểu về dự kỳ họp. Dưới nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 50 độ C. Các cán bộ chiến sĩ luôn có mặt ở các vị trí chốt trực, được phân công được biết, trong những ngày diễn ra kỳ họp thứ năm, các chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông số 2 công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương. Thời điểm các đoàn xe chở đại biểu di chuyển cũng là khoảng thời gian cao điểm giao thông trong ngày nên áp lực giao thông rất lớn. Cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, còn có lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ đại biểu Quốc hội nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân, các chiến sĩ trực chốt luôn phải phối hợp nhịp nhàng với các kiếp dẫn đoàn triển khai hiệu quả tất cả những phương án. Công tác kiểm tra điều lệnh các chốt trực cũng được diễn ra nhằm nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh công an nhân dân của mỗi chiến sĩ. Dự báo trong những ngày tới, áp lực về giao thông sẽ nặng nề hơn khi vừa đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ họp Quốc hội trên địa bàn thành phố lại diễn ra các kỳ thi quan trọng của học sinh